vào những ngày nóng bức hoặc là khi mà mình bị đau họng thì việc uống một ly nước mát quả là thật là tuyệt vời. Nhưng hiện tại là do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên mọi hoạt động của xã hội cũng như là những hoạt động buôn bán thường ngày cũng trở nên hết sức là khó khăn và cũng bị đình chỉ. Hiện tại thì không còn ai bán nước sâm nữa, và cũng như là nếu mà mình mua nguyên liệu về cũng rất là khó mua và cũng như là mất thời gian để nấu, thì đây là cái giải pháp cho mình. Đó, đây là cái hộp mà nước mát hòa tan mình mới vừa mua. Thì mỗi hộp như thế này nó sẽ có những cái thành phần y chang như nước sâm mà mình uống thường ngày vậy đó. Thì cái thành phần của nó là sẽ có là mía lâu nè, rễ chanh, rau bắp, thuốc dồi, atiso và hoa cúc. Đây là những loại dược liệu mà được nấu trong nước sâm cũng như là nấu nước mát để cho mình uống giải nhiệt và mát gan. Một hộp như thế này sẽ có giá từ 35 cho đến 40 ngàn và sẽ được 10 gói, là tương đương với một ly nước sâm mà mình mua ngoài lề đường. Nhưng mà nước sâm ngoài lề đường thì họ không phải nấu từ những cái nguyên liệu dược liệu như thế này, mà họ thường pha phẩm màu và mùi vị. Chính vì thế mà mình uống về lâu dài rất là độc hại đối với cơ thể. Thì việc mà mình bỏ ra cùng với số tiền đó, mình có thể uống được một cái gói nước mát như thế này rất là tiện lợi và cũng như là đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bởi vì nguồn gốc rõ ràng, cũng như là có các thành phần dược liệu chứ không phải là phẩm màu hoặc là đường hóa học như những người bán nước sâm khác. Thì đây là phía bên hông, là đối tượng sử dụng là những người mà có triệu chứng khát nước, môi khô, say nắng, tiểu gắt, tiểu ít, nước tiểu vàng, sử dụng để giải nhiệt khi mà cơ thể nóng bức. Mỗi hộp như thế này thì nó sẽ có 10 gói và mỗi gói tương đương với là 7 gram cho một lần uống. Thì cách sử dụng rất là đơn giản và tiện lợi, mình chỉ cần một ly nước lọc hoặc là một ly nước đá là mình có thể pha được một gói như thế này mà không cần phải nước nóng hoặc là gì cả. Đó, sẽ có hướng dẫn sử dụng cho bột nước mát Herbacool vào ly, dùng muỗng khuấy đều, thưởng thức ngay. Thì một gói như thế này thì nếu mà mình uống ngọt thì mình sẽ chế khoảng chừng 150ml nước, và nếu mà mình uống lạt thì mình có thể chế nhiều hơn. Bên trong thì nó sẽ có 10 gói như thế này. Với 10 gói nhỏ như thế này rất là tiện lợi cho mình sử dụng, và hoặc là đem theo, mình có thể đem theo bất cứ đâu, chỉ cần có nước là mình có thể mình pha được uống. Và mình có chuẩn bị ở đây là một ly nước và một chai nước. Đây là một chai nước lọc và mình sẽ tiến hành pha và uống thử xem mùi vị nó như thế nào nha. Nước thì mình cho khoảng chừng nửa ly là đủ. Và sau đó mình sẽ xé gói ra. Gói này rất là dễ xé bởi vì họ có làm một cái đường tươi như thế này để cho mình xé ra rất là tiện lợi. Mình sẽ xé một cái đầu gốc ra và mình sẽ pha vào. Thoạt nghe thì mình nghe là có mùi rau bắp. Mùi rau bắp là cái mùi rõ hơn hết, bởi vì cái mùi rau bắp nó rất là thơm, y chang như là mùi bắp mà mình luộc vậy đó. Đây, đã hết một gói. Và mình sẽ lấy ống hút vào khuấy đều lên. Nhớ là các bạn phải khuấy đều lên nha, để cho cái bột á nó tan hết hoàn toàn, mình uống nó sẽ không có bị lợn cợn. Đồng thời thì cái mùi vị của nó sẽ nhiều hơn. Đây,
sau khi mà mình đã khuấy hoàn toàn thì nó có màu vàng giống như là màu nước trà đá vậy, như là nước sâm pha loãng, màu vàng cũng khá là đẹp và cái mùi nó cũng khá là thơm. Mình nghe nhiều nhất là mùi rau bắp đó. Chỉ cần một gói thôi là các bạn có thể được một ly nước mát như thế này, mình có thể uống giải nhiệt vào những ngày nắng nóng, mà nhất là khi mà dịch bệnh như thế này nè, thì mình phải chú ý là giữ sức khỏe của mình để mình không được để cho mình bị viêm họng hoặc là gì hết, thì cái nguy cơ lây nhiễm bệnh của mình nó sẽ cao hơn. Chính vì vậy mà những cái sản phẩm như thế này cũng khá là cần thiết. Thì cần thiết nhất đó là phải có sả chanh với gừng ở nhà để cho mình xông hoặc là mình giải cảm khi mà mình có những cái triệu chứng đó đó. Sau đây mình sẽ uống thử và sẽ nhận xét. Tuy á, nếu mà nói về giống như nước sâm á thì nó cũng khá là giống nước sâm, chỉ có điều là những người mà bán nước sâm á họ không có bỏ rau bắp vô thôi à. Mình pha nhiêu đó nước thôi mà nó vẫn còn cái vị mía đó, cái vị mía lâu á nó khá là ngọt, nên mình sẽ chế thêm một miếng mía nữa. Cái mùi rau bắp khi mà mình uống á, cái vị nó rất là rõ ràng luôn, cái vị của mùi rau bắp. Và bên cạnh đó thì mình cũng có nghe được cái mùi của cái bông atiso. Còn mùi hoa cúc thì chỉ là cái mùi nó khá là nhẹ, không có rõ ràng cho lắm. Nhưng mà nếu mà có vài viên đá bỏ vô thì giữa trời nắng nóng như thế này nè, mình có thể uống rất là mát. Thật sự nó rất là ngon. Mình cũng mới vừa biết được cái sản phẩm này thôi, chứ trước giờ mình chưa có biết. Cái cảm giác á, khi mà mình uống á, thì nó sẽ đọng lại cái vị ngọt ở lưỡi và cái cổ họng của mình. Đồng thời thì nó mang lại một cái sự dịu mát nhẹ nhá. Nên đây là một cái biện pháp giải nhiệt trong những ngày nóng rất là tốt, cũng như là sẽ đảm bảo được sức khỏe cho các bạn khi mà các bạn uống nước sâm ở ngoài lề đường. Thì không chắc gì là họ nấu từ những cái nguyên liệu dược liệu như thế này. Đó, đây là sẽ là một cái giải pháp tốt. Và cái mùi vị nó cũng khá là ngon. Khá là ngon đó. Một ngày thì mình có thể uống từ 3 cho đến 4 gói cũng được. Nói chung là khi nào mà mình cần giải nhiệt á, hoặc là mình cần uống nước mát á, thì mình uống. Nhưng mà không nên uống quá nhiều quá, bởi vì cái thành phần rau bắp, có thành phần rau bắp đó. Nên khi mà mình uống thì cái hoạt động về việc mình sẽ bị mất tiểu nhiều lần. Nên nó sẽ không thuận tiện khi mà mình đang đi ở ngoài đường, mà mình phải đi tìm nơi để đi tiểu mãi. Nhưng mà khi mà mình ở nhà thì mình có thể uống được, nó khá là ngon. Nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn lên mạng và các bạn search Herbacool nè, thì sẽ có. Hiện tại thì trong những cái siêu thị lớn này kia thì mình vẫn chưa có thấy cái sản phẩm này, hoặc là chưa có thấy, ngoài Sensacool ra thì mình chưa có thấy những cái sản phẩm nước mát hòa tan như thế này. Đó, các bạn muốn mua thì chỉ cần sợ thôi, các bạn có thể mua được. Giá của nó thì dao động từ 35 cho đến 40 nghìn thôi, cũng khá là rẻ mà sẽ được một ly nước chất lượng nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem, và nếu mà các bạn thấy thích video của mình thì nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.